Chào mọi người nha. Bữa nay mình quay một số hoàn cảnh ốc nó ăn mạnh nha mọi người. Đang mình dưỡng cho cái đợt đẻ trứng tiếp theo nha mọi người. Quá trời ăn mạnh luôn. Nha. Những này nó đang ăn mạnh dữ lắm. Thì nó đã qua một lứa trứng rồi nha mọi người. Bây giờ mình dưỡng lại rồi cho nó khỏe mạnh ra đợt sau để lưới sau nha mọi người, để lưới trứng tiếp theo sau. Thấy ăn rất là mạnh nha mọi người. Ăn cực kỳ mạnh nè. Giờ mình chỉ dưỡng thôi. Mình chỉ có dưỡng thôi, mình chăm sóc nó thôi. Rồi tới lứa trứng tiếp theo này sẽ biết nó thu hoạch là bao nhiêu nha. Bây giờ nó đẻ qua một lứa rồi. Chưa tới lứa đẻ nữa đâu. Thì mọi người xem clip nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái lứa đẻ tiếp theo nó sẽ như thế nào nha. Cảm ơn mọi người xem clip nha.